Hôm qua ngày 11 tháng 6, một tòa án liên bang ở Mỹ đã kết tội ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, với ba tội danh. Đây cũng là lần đầu tiên con của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm bị kết tội. Lần đầu tiên con trai một Tổng thống Mỹ đương nhiệm bị truy tố hình sự. Reuters đưa tin, Bồi thẩm đoàn đã tuyên thệ để xét xử Hunter Biden về ba cáo buộc trọng tội bắt nguồn từ việc ông mua và sở hữu một khẩu súng lục ổ xoay vào năm 2018. Đây là vụ truy tố hình sự đầu tiên đối với con trai của một tổng thống đương nhiệm và có khả năng ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Ông Hunter Biden, 54 tuổi, bị đưa ra xét xử tại tòa án liên bang ở Wilmington, Delaware, 4 ngày sau khi ông Donald Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết án. Ông Donald Trump được cho là đối thủ của tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ ngày 5 tháng 11 năm 2024 ông Hunter Biden bị buộc tội vào tháng 9 năm ngoái trong vụ án do công tố viên liên bang đặc biệt David Weiss, người được ông Donald Trump bổ nhiệm, đưa ra với cáo buộc tội nói dối về việc sử dụng ma túy bất hợp pháp khi mua một khẩu súng lục ổ xoay Colt Cobra cỡ nòng 38 và sở hữu trái phép vũ khí này trong 11 ngày. Tháng 10 năm 2018, vị công tố viên này Người đã điều tra ông Hunter Biden ít nhất từ năm 2019, cũng đưa ra cáo buộc về thuế ông Hunter Biden không nhận tội. Vụ xét xử dự kiến sẽ tập trung vào những năm ông Hunter Biden sử dụng và nghiện ma túy, điều mà ông đã cho biết công khai và là phần nổi bật trong cuốn tự truyện năm 2021 của ông có tựa đề, những điều đẹp đẽ. Hunter Biden nói với thẩm phán Noreka tại một phiên điều trần năm ngoái rằng, ông không còn bị nghiện từ giữa năm 2019. Ông Hunter Biden đối mặt ba cáo buộc trọng tội bắt nguồn từ việc ông mua và sở hữu một khẩu súng lục ổ xoay vào năm 2018. Các công tố viên sẽ tìm cách chứng minh ông Hunter Biden biết mình nói dối khi đánh dấu vào ô không nghiện, bên cạnh câu hỏi trong tờ khai liên bang về việc mua súng, trong đó hỏi liệu ông có phải là người sử dụng ma túy trong danh mục bị kiểm soát một cách bất hợp pháp hay không. Các luật sư công tố tiết lộ trong hồ sơ tòa án rằng Họ có thể sử dụng các thông tin chi tiết thu thập được từ điện thoại và tài khoản iCloud của Hunter Biden, bao gồm các bức ảnh ông hút ma túy và tin nhắn với những kẻ buôn bán ma túy. Các luật sư cho hay, có thể triệu tập vợ cũ của ông là Kathleen Boule làm nhân chứng. Vợ cũ đã cáo buộc Hunter Biden trong đơn ly hôn năm 2017 là phung phí tiền vào ma túy, rượu và gái mại dâm. Theo bộ tư pháp Mỹ, nếu bị kết án về mọi tội danh trong vụ xét xử ở Đeo La, ông Hunter Biden phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù, mặc dù các bị cáo với tội danh tương tự thường nhận mức án ngắn hơn. Phiên tòa xét xử ông Hunter Biden mang đến cho đảng Cộng hòa cơ hội chuyển sự chú ý ra khỏi những rắc rối pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump ông Donald Trump sẽ bị kết án vào ngày 11 tháng 7 năm 2024 vị cựu tổng thống cũng không nhận tội trong ba vụ án hình sự khác đang chờ thụ lý. Các đảng viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã mất nhiều năm cố gắng tìm kiếm bằng chứng về tham nhũng trong các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của Hunter Biden, bao gồm cả việc ông làm cho công ty năng lượng Ukraine Burima. Tổng thống Joe Biden tỏ ra thận trọng, lo sợ bị cho là can thiệp vào vụ án hình sự do Bộ Tư pháp của chính ông đưa ra nhưng các đồng minh của đảng Dân Chủ lo lắng về hậu quả mà phiên tòa, và bây giờ là bản án, sẽ gây ra cho Tổng thống 81 tuổi, người từ lâu đã lo lắng về sức khỏe và tình trạng của đứa con trai duy nhất còn sống của mình. Phiên tòa diễn ra tại bang quê hương của Tổng thống, nơi Hunter Biden lớn lên và là nơi gia đình sinh sống lâu đời. Ông Joe Biden đã có 36 năm làm thượng nghị sĩ ở Delaware, người con trai khác của ông Biden, tên là Bill Biden, từng là tổng trưởng lý bang trước khi qua đời vì bệnh ung thư